Ok, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hoàng Đức TV của mình nhé. Hôm nay mình với thằng em mình sẽ đi lấy tổ chim. Đó chính là chè than. Đấy, mang cưa đi để đi cưa cây tre. Đó ở cái ống tre các bạn. Có vẻ hơi vất vả đấy. Cái này phải trượt chân cái nó xuống dưới chứ đâu. Ô gió mát thế. Giữa mùa hè oi bức. Gió rất là mát. Mày tìm kiểu gì mà lại thấy được ở đây đấy? Nghiên cứu các kiểu khỏe. Nghiên cứu gọi. Nó sẽ ở chỗ nào? Nghiên cứu đi chăn gọi. Giờ thằng em trèo lên nhé. Kìa, nó ở chỗ cái kìa. Chỗ cây tre bị chết đi kìa. Chào cẩn thận nhá. Úi, úi. Khôn khéo và khéo léo. Hả? Thế mới nói. Mày không cầm dao đi thì chặt kiểu gì. Giờ thấy cưa luôn ở trên đấy á? Ừ. Thấy không? Nó ở trên đấy thì chắc cũng không ai tìm ra được đâu. Chỉ có mày nghiên cứu kỹ thì nó mới thấy chứ cần. Không rõ lắm. Bình tĩnh thôi. Ôi cái tạt háng thế đấy. Cẩn thận nó cắt cụt đầu đấy. Sao không cắt ở dưới ấy, để cho nó thành cái kia. Mày cắt như thế nó chả thủng ra. Còn toang rồi. Cắt cái đoạn dưới ấy. Không thì thôi cho vào túi, cắt ra đi, cho vào túi. Cho cái túi em đang đeo bây giờ ấy. Ừ, thế bây giờ cắt có cắt vào con nó không? Không cắt vào con nó đâu, con nó trên. Thế thì cắt đi xong xong đấy cái tổ nó thả vào túi của mình ấy. Xong tí nữa mình về mình bịt lại cái đoạn kia đi. Cái ống ấy tèo đó. Hả? Ống ấy tèo. Cái tọc kìa. Thế thì lấy đi. Vỡ ra thì lấy mối tổ nó không thôi. Không lấy cái ống kia nữa. Cứ cắt hết đi xem nào. Để đậu. Nó ở né cái cưa nhá. Ừ. Wow. Lấy được chưa? Nó cho vào túi thế thôi. Cẩn thận nhé. Có con muỗi. Quanh đây không tìm thấy tổ gì nữa. Ê. Cẩn thận nhé.
Cầm cái này xem. Cầm cái tí này xem. Ý, cái này lấy được rồi. Cái này để lâu quá người ta nhìn thấy người ta lấy nó đấy. Chim này là vì nó quý mà. Này các bạn nhìn tổ này. Thành cái máng này. À cái hôm nọ anh đi chợ ấy. Thấy họ mang bán ở chợ ấy còn chưa bằng thế này đâu mà. Nó còn cái đầu lông này nó còn chưa vỡ ra thế này đâu. Cái này lấy tốt rồi. Cái chòe than nhé các bạn nhé. Có 3 con. Nhìn đáng yêu không? Giờ mình sẽ mang về nuôi nó này. Thôi đi về thôi. Đấy. Thôi đi về thôi các bạn ạ. Lấy được tổ chim rồi. Đi lấy cái lồng về bẫy lấy mẹ nó. Để mang mẹ nó về nuôi con nó. Đây nhé các bạn nhé, hai anh em đang đi bắt mồi cho con chim non này. Bây giờ mình phải thay mẹ nó để làm cái nhiệm vụ đưa mồi. Bởi vì mình đã lấy nó về rồi. Ê. Không bắt được. Không bắt được. Mình làm con đấy đâu mà. Không bắt được thì không làm người, làm con cháu cháu luôn này. Để có thể... Đấy thấy chưa? Đấy chưa? Đừng có nói trước. Đậu xanh. Chỗ này có một con. Này, bây giờ thử cho nó ăn thử xem nào. Bây giờ phải hót như thế nào đây? Hót đi chim, hót đi chim. Chạm vào cái này. Nó có đụng đâu. Nó không kêu ca gì luôn ý. Cái này phải chờ khi nào nó đói nhỉ. Bây giờ nó chưa đói, nó chưa ăn đâu. Đi, đi, mang về đến nhà đã, xong rồi chế biến cám cho nó ăn. Con này phải vừa cho ăn cám, phải vừa cho ăn mồi thế này thì nó mới sống được. Chứ tự nhiên cho ăn cám luôn nó không quen đâu. Không phải cưa bằng máy xăng rồi. Bây giờ mình đã tìm được mồi rồi đấy các bạn nhé. Nhưng mà kiểu như là nó chưa đói hay sao ấy. Cho nó chưa thèm ăn. Giờ nó chưa đói, mới cả nhìn nó nóng quá à. Đây, mấy con mồi ở ngay đầu nữa. Khi nào nó đói há mồm ra cái là chỉ việc đút vào thôi. Hế, há rồi đấy. Há rồi hả? Tí nữa về đến nhà cho nó ăn xong. Đang đợi thằng em đi cưa lấy thêm một cái ống tre nữa. Cái ống này nó vỡ mất rồi này này. Nó vỡ mất rồi. Tí nữa làm cái ống khác. Làm cái ống khác cho vào. Nó sống theo kiểu thiên nhiên luôn. Này các bạn, cái ống này để đi mang lên trên kia để đặt xong rồi cho nó về nó làm tổ. Con nào thích về nó làm tổ ở đây nữa. Còn đây là tổ chim non đây. Lên cho nó ăn thử mồi thôi. Con tờ âu tâu. Wow. Con gà. Đi xem tắm trâu. Trâu to lắm các bạn. Nhìn cho các bạn xem trâu. Đấy. Như chưa. Được quá cháu, được quá rồi. Quá ghê. Hai con này 101 các bạn. Chưa bán. Ghê chưa. Ôi nó có hút không đấy. Cao nhé. Con kia nữa kìa. Đang tắm cho nó. Wow. Kinh hoàng. Hai con này thì thôi rồi. Thôi rồi. Này nơi. Hmm.
thôi đi xem chim thôi. Các bạn ơi, có nhà mới luôn này. Chim nhà mình vừa mới lấy về có nhà mới luôn nhé. Cho nó ăn chưa đấy mày? Chưa. Bây giờ sẽ để thế nào? Lấy cái chai ấy. Có chai nhựa không? Mang ra đây cắt xong lấy cái tổ nó cho vào luôn. Bây giờ sẽ làm tổ cho nó nhé các bạn nhé. Nhìn đáng yêu thế. Cho cái này vào. Thằng em đã làm cái lồng sẵn rồi. Ô, cho cái đấy á? Ừ. Thế không dùng nữa à? Không dùng nữa, dùng làm gì nữa cái này? À, cái đấy của cái đèn pin ấy gì? Ừ. Ờ, thế thì được. Thế để cái đấy đi. Để cái này xong mình buộc cái này vào. Để cho nó đỡ bị đổ ấy. Không thì cắt cái này đi nữa. Bốn hang mà ụt không? Nhưng sáng cứ bó lắm. Bỏ ra. Bỏ ra bạn ơi. Lấy một nửa chỗ này thôi, lấy đoạn này thôi. Bỏ ra nữa đi. Thử ừ, tầm đấy vừa đấy. Ấn nó xuống. Rồi, okay. Ấn mấy cái này xuống thôi. Cho nó đỡ phải nằm nhằn. Làm tổ mới cho chúng mày nhé. Không ngoan nhé. Ngày ngày anh còn đi tìm mồi cho chúng mày ăn. Đêm đi soi. Chuyển nhà mới. Tí nữa ăn mừng nhà mới. Con này nuôi thoải mái rồi. Con này để một hai hôm nữa là nó đi mất đấy nhỉ. Tầm 5 ngày là đi. Con này đi nhanh lắm đấy. Con này đi nhanh lắm. Chân dài vậy. Dao cắt cái này đi này. Chắc là nó không đổ được. Cái kia dao gì vậy? Cẩn thận cắt vào đầu con chim bỏ mẹ. Đấy, ngon chưa? Xịn sò chưa? Đẹp chưa? Có nhà mới rồi nhé. Lồng có cửa không đấy? Mạnh. Có chưa? Đấy. Ô, con mồi đâu hết rồi? Ui. Đổ hết đi rồi. Ở cái ống kia cơ mà. Chè than nhé các bạn nhé. Bây giờ sẽ để nuôi sau này làm à. Ô, cái này chắc không vừa cái này đâu. Cái này chắc không đút vừa cái này đâu. Này, thấy chưa? Không vừa. Bóp à, nghiêng cái này. Cầm đi, em cho vào đi. Cho nó nghiêng vào. Đó. Bay đầu ấy. Cái cửa ra. Ừ. Ai bảo làm cửa ở trên, người ta làm cửa ở dưới chứ. À nha. Làm cửa ở đoạn dưới. Tủ ngân tên đeo an toàn nên vẫn hẳn như tên. Ở bên nó thôi. Bên nó thôi. Tủ nhau. Con mèo đấy, con mèo sơi đấy. Anh sao tủ nó đi này, phải đi, đi ăn đâu đi. Có cái cửa thôi còn. Cho nó ăn thử xem. Hả mồm đi em ơi. Tao chưa ăn. Rồi mình xin kết thúc video ở đây nhé các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Ăn đi, này, cái này, có mồi rồi đấy. Đấy, cho con này đi, con này chưa được ăn. Nó mới chỉ biết há mồm thôi. To quá. Con kia há, ô đừng đút ngược nó không nuốt được đâu. Đút bên đầu nó vào. Con mẹ nó thì rằm kinh lắm. Nó vẩy ấy. Được rồi, thế được rồi. Để thế này thế. Ăn đi mày. Sao sư? Ăn đi.